Anh thương nhá, lần sau không được đi gần ghế nhá. Nước uống từ từ ha, từ từ thôi.
Không nữa. Thích con gì đâu, biết nuôi chưa? Cho tao bồ bồ nhé. Khoai ngon, họ thích mua lắm ấy. Nhưng mà có hơi ít rồi, không có nhiều lắm. Nay là mình làm trồng một tí ấy. Ít quá. Anh ở nhà đấy, kéo cắt thêm ra bắp ốc. Có rau rồi. Đi ra nhiều đi. Được. Thank you.
Bà đi đâu rồi? Hả? Bà đi đâu mà bỏ em ở nhà đấy? Để em như thế đấy. Từ sau không được về gần cái ghế biết chưa? Về gần nó đổ phát trúng người là để chết đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đấy con, con đấy bạch lên để lên đấy. Ôi rồi,
hai con. Đây. Ờ con lượt chị chưa sao. Ôi. Thôi, các con nó mẻ được hai con trước thôi. Con cá, con ngan, con vịt, con gà, con lợn, con bò. Bà đi đâu ấy? Đi trên á. Ừ. Bà đi lên rồi á. Nãy em bé ở kia đấy. Bị ghế đấy. Bị ghế đè đấy. Đè chúng dép may không đè chúng chân đấy. Bà bỏ em đi đâu bỏ em á. Bà đi lượt lượt đi. May cho con về kịp ấy. Nhưng mình khóc lắm ấy. Ok, ấy đi bán hàng đấy đi. Chết quá. Ờ em bé ở chứa. Đi cho hát nấu cơm mà cứ đi. Lên lượt đi. Rồi. Em định chậm á hả? Định chậm á hả? Định chậm á hả? Thật um à. Định chậm thì um á. Thật um á. Định chậm á. Con lợt. Nói đi. Con bò đây nè. Con bò đây. Con bò đây nè. Đây là sữa bò. Em uống sữa bò. Uống hết đi. Đi con. Con một tuổi nữa anh xin cho em đi học nhé. Một tuổi nữa nhé. Cho con cho em đi học nhé.